con tin á. Long nó muốn ra ngoài để đi tìm gia đình của nó, nhưng cấp trên không cho phép. Vì thế Long đã quyết định phải dùng cái gì đó trao đổi với các cấp lãnh đạo để đổi lấy cơ hội ra ngoài phòng nghiên cứu. Và cái nó dùng để trao đổi là đám thú vật được cải tạo gen cùng với nó. Vì thế đã có một vụ bắt cóc. Hả? Anh Long bắt cóc mọi người hả? Nhưng làm sao anh bắt cùng lúc được nhiều thú vật như vậy được? Nếu em muốn rất nhiều người cùng đi với em mà không thắc mắc gì hết thì em phải làm thế nào? Em... dùng bạo lực hả chị? Không, dùng lòng tin. Happy birthday to you. Hey, chúc mừng sinh nhật Ba Long 9 tuổi. Ta-da! Dạ, cảm ơn các cô chú anh chị ạ. À, Long thích làm bếp, cho nên cô tặng cho Long cái tạp dề nè. Con cảm ơn cô. Chụp tấm hình nha. Rồi đứng sát vô. Cười nha. Rồi, chụp chưa nè. Cười nha. Giáo sư ơi. Hử? Con có thể tổ chức thêm một bữa tiệc sinh nhật nữa vào ngày mai với các bạn được không ạ? Được chứ, mấy đứa cứ tụ tập lại mà chơi. Hay đấy, Long tự làm được đúng không con? Dạ, con tự tổ chức được. Đây là sách của giáo sư có phải không? Cuốn này lạ quá ta. À, không phải của chú đâu con. Vậy chắc là của mấy anh chị khác rồi. Để chú liên hệ với mấy cơ sở khác, rủ hết các bạn sang đây chơi với Long ha. Dạ, vậy thì tốt quá, con cảm ơn ạ. Dạo này thấy thằng Long nó có vẻ thân với đám thú và không còn đòi gia đình nữa ha. Anh cũng đang mừng đây nè. Thật ra em từng nghĩ là nếu Long làm con trai em thì cũng tốt. Cấp trên không cho phép mà em. Em biết chứ. Với lại nó cũng không cùng giống loại với mình. Một khi không có thuốc, ai biết nó còn ôn hòa với mình nữa hay không. May mà Long là đứa thông minh, chắc nó cũng đã nghĩ tới điều này và sớm từ bỏ rồi. Dấu vân tay, check. Được chứ, mấy đứa cứ tụ tập lại mà chơi. Hay đấy, Long tự làm được đúng không con? Ảnh giả lập, check. Chúc mừng sinh nhật Long. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Thèm. Mình có nấu mấy món này nè, mấy bạn ăn cho vui nha. Ê, sói nó ăn kiểu gì mà ăn nguyên cái bao ni lông luôn kìa. Tao tưởng nó là bánh tráng chứ. Ê, tôi cũng tưởng bánh tráng luôn á. Cái đó là bao ni lông đó sói, nhả ra đi. Trời đất ơi, no ghê á. Mai cho mày là mày làm đồ ăn ngon đó nha Long. No quá. No dễ sợ. Đứng lên không nổi nè. Phải làm gì đó cho tiêu cơm thôi. Vậy tụi mình đi dạo một vòng nha, chứ ngồi dậy khó thở lắm. Ok, ý hay đó. Mình ra ngoài khu nghiên cứu đi dạo luôn nha. Ra ngoài hả? Tôi chưa bao giờ ra ngoài hết trơn á. Tôi tưởng mấy cô chú giám sát không có cho phép. Tại cô chú sợ tụi mình đi lạc đó, chứ tôi được dẫn đi hoài à. Bạn được dẫn đi hoài luôn hả? Sao tụi tôi không nghe nói gì hết trơn vậy? Thì mấy cô chú sợ mấy bạn buồn rồi so bì nên mới không nói đó. Cô chú kìa, mình xin phép luôn đi. Tụi con ra ngoài khu nghiên cứu đi dạo một chút nha cô chú. Được chứ, mấy đứa cứ tụ tập lại mà chơi. Hay đấy, Long tự làm được đúng không con? Thấy chưa, tôi đi hoài à, đừng có lo. Nhưng mà... nếu mấy bạn sợ thì thôi, mình đi vòng vòng trong đây cũng được. Cái gì hả? Mày nói ai sợ? Mày xem thường tao đó hả, cái thằng bò sát? Tao mổ lủng mặt mày bây giờ. Đi thì đi, sợ vậy? Thì đi, làm gì mà nhảy động dựng lông cái ghê vậy? Thì Long, thì dựng. Vậy là anh Long đã lên kế hoạch từ trước, lợi dụng lòng tin của các cô chú giám sát, tạo ra một dịp để anh ấy có thể gặp cả bọn, rồi lấy cớ đi dạo để dắt cả đám đi hết. Quá
đây là cái chị nói về lòng tin hả? Anh ấy tỏ ra ngoan ngoãn để mọi người an tâm là anh ấy hoàn toàn thuần phục rồi. Đùng một cái thì lật mặt. Ôi ghê quá. Đúng là sức mạnh con nhà người ta. Mà ổng dắt theo nhiều thú như vậy, làm sao mà trốn được? Nó không định trốn ra ngoài thật. Đó chỉ là đòn giằng mặt trung tâm. Chỉ không cho nó cái mà nó muốn thôi. Nó tính dắt theo bọn thú đi quậy một trận, chứng minh cho trung tâm thấy là tụi nó có khả năng hòa nhập với xã hội. Toàn bộ kế hoạch của nó đều ổn hết. Chỉ sai duy nhất một chỗ, đó là toàn bộ thế giới tươi đẹp của con người mà nó biết thông qua sách vở, tư liệu chỉ là sự bịa đặt.